cái hầm đi trên đó, ngay trên cây chăm đó, chết ngay trên cây chăm đi luôn đó. Chết hả anh đứa? Chết anh đứa, té dưới nước chết. Mà mà Quân với thằng Kem là xuống đó tắm luôn hả? Quân với Kem xuống đó tắm luôn. Xuống dưới đó tắm là chuyên môn qua cái hầm đó chơi không? Con của mày tướng chờ không mà đâu ai dám bắt. Rồi à, bữa đợt đó nó đi chơi bên đó đã vậy, nó mẹ cái thằng đó nó ngủ con dưới hầm tắm. Thì đó, Kem á. Thì đó, xuống còn thế mạng cho nó. Kem nói gì là mẹ, cái thằng đó đó mẹ nó ngủ con xuống dưới hầm tắm. Bà con không xuống. Nó nói gì đó. Xuống thấy mẹ. Tại em nó xuống nhà. Thấy mẹ nó rồi. Thì em dạy em la nó nói là con không có đi xuống dưới hầm tắm nha. Không? Xuống dưới hầm tắm là nó mặc con dưới luôn đó. Là con chích leo luôn. Rồi bữa đó đi tắm với hỏi tắm ở đâu, Quân mới tắm hầm, thợ tôi hỏi là con tắm đâu. Tắm trên nhà ông Khai Hoàng á chứ không có tắm ở dưới hầm thúi lắm. Kém nói gì đó. Bởi vì gán giữ nó đi, cái hầm nó có cô hồn đó. Hầm nó còn dương chứ. Mà tôi nói với ông hả, tôi đi rồi. Tôi nói thiệt cho ông á, tôi chạy thẳng tại vì không có tôi đem nó cho trong hồn chạy thẳng ngồi được chứ đem vô đây được hả, tôi bắt nó đi theo vô đây. Nói với ông ở nhà hả, bà không có quan tâm gì chứ hết chuyện nào. Bà bắt mắt rồi bà hốt con chạy đi kiếm. Hồi đó thằng Kem nó đi không biết tới đâu không, đi tới dưới mương cầu chuối chứ. Đi xuống mương cầu chuối rồi đi vòng ngoài đường sông qua người ta thấy người ta dẫn gì vậy. Đi vậy đó. Ông hỏi nó là nó đi chơi không. Nửa đêm cũng vậy, nó lù giống như đêm hôm nãy vậy nè. Hồi đêm hôm nãy đi nữa đó ông Toàn. Ừ. Sao ngủ không đóng cửa bóp phá lại? Tôi quên đâu phá cửa, tôi nói nghe thằng Miền nó chưa có về. Miền nó đi đâu với khuôn cư á. Cũng 8-9 giờ gì nó chưa về, cái tôi vô chung nó tôi ngủ, tôi quên rồi. Rồi nó tới 10 giờ mấy ba nó cũng chưa về là nó đi. Tôi ủa, không thấy nó. Sao hôm bữa mày nói với tao là ban đêm hai nó đâu dám ra đường? Ai, thằng Kem với thằng Quân hả? À? Ừ. Thằng Quân nó không dám ra đường, mà thằng Kem nó ra. Thằng Quân á thì nó không dám ra, có thằng Kem á. Chết rồi, nó cứ đi gì hoài, bữa nào người ta giục nó xuống hầm là chết queo luôn. Nữa ta, ta giục nó xuống hầm là nó chết queo luôn đó. Tôi gọi bên nhà bà nội nó. Mà bả tắt đèn bả ngủ hết trơn rồi, bả với đen mà ngủ hết trơn rồi, nó ngồi ngay nhà mà. Ngồi ngay cửa nhà bả. Bả đóng cửa ngồi đó. Trước hả? À ngồi ngay cửa nhà, ngồi lấy cây thảy qua thảy lợ, thảy qua thảy lợ mà bả với đen ngủ đó không ai. Má ơi. Coi chừng nó hạp với cái thằng dưới hầm đó đó, nó chơi với thằng dưới hầm đó đó. Nó nói nó chờ ba nó về. Mà tôi kêu bả đi coi dịp hoài mà không có đi. Đây nè, để bữa nào đi. Rồi cái ông đó ông về sát đó, rồi tao cho mày hay, rồi mày xuống rồi ổng tự nói cho mày nghe luôn à. Hôm bữa ổng hay lắm đó nha, hôm bữa cái con nhỏ nhỏ cháu của ông chú ba đó, là ông chú ba ổng về ổng nói chuyện xong rồi cái mấy người khác người ta thấy nó vậy người ta cũng tá vô đó. Rồi cái đầu cái ông chú ba ổng nói là thôi bây giờ dẫn nó đi thầy đi, dẫn đi thầy liền đi, tại vì có quá nhiều người thấy nó nhẹ ổng vía đó, cái muốn tá vô á. Dẫn xuống ông thầy đó tới bữa nay là im gu luôn đó. Ổng nói nếu mà đêm nay về mà ngủ mà còn thấy tầm bậy tầm bạ phải không, là ngày mơ xuống là ổng bắt luôn. Rồi cái bắt đầu là tao nói mày làm con đêm đó xong là hết liền luôn. Thì em nói anh thằng Kem này, tôi nói với ông là một là thằng Kem này nè, nó hạp với cái thằng ở bên cái hầm đó. Còn ông hai nữa là tôi nói ông là đấy đó. Mà nó ngộ lắm nghe anh Toàn. Nó ngủ sáng thức dậy nha. Là nó dở nồi cơm nguội ra kiếm cơm ăn không? Ăn không nha. Ờ, vô lấy chén, lấy múc cơm ra ngồi bốc ăn vậy đó. Tao nói với mày nhiều khi á, cái thằng quỷ đó nó giục cho con mày chết rồi nó đi đó, mày hiểu không? Mà mày thấy đụng xe mấy lần nó không chết đó, mày thấy không? Tại vì nó chưa tới số. Ừ, tôi cũng sợ vậy đó, đụng ở tới bên nhà mình đâu biết được đâu. Thì nó cũng giục, nó giục cho Kem bị đụng xe mấy lần đó, mày thấy không? Hôm bữa nó cũng chịch bị dưới cái hầm, nó bị bà đó đụng nữa đó.
nằm dưới chút nữa, nằm bằng chuồng bò đánh ngang cửa luôn của đường đó. Là chết đằng đó đó hả? Ừ, mà cái hầm ở dưới, ngang chỗ cổng lưu của đường nó nhìn có cái châm nó đốn rồi đó. Nó sợ mấy đứt leo đó, sợ té đó. Cưa mà cưa không được đó ông nội. Cái châm bự không? Bự, châm cái tàn dữ lắm mà cưa bỏ cái châm mà cưa không được, mé nhánh đó. Cái châm người ta nói quỷ ma nhiều lắm đó, mày leo châm dễ bị té lắm. Bởi vì mấy đứa nó chạy qua sàn bên đó chơi quẹ không có cho à, kêu dễ chơi là không cho qua đó chơi. Có mấy ông thợ hồ đồ này kia được cho chạy qua chơi chút xíu cho về chứ không cho qua luôn, có tu nhà tôi không cho qua. Cái thằng Kem này nó thấy vậy là nó nhẹ bóng vía giống mày luôn đó. Ừ, khỏi ban đêm bị đâu Kem. Chơi đi chơi, chơi tạm là đi chơi. Nói tới hai con, nói tới hai con mày mệt quá. Ô vinh đó bà, em á, bà hỏi tôi sợ sợ tính đưa nó về với dì Tư nó ở dưới phòng cho nó này. Anh nói chị Tư em á, bà nói để bác nó đi giữ đỡ coi coi nó có gì không. Bà má em mới đi coi nó không ra. Má ruột á hả? Bà ơi, cái coi nó không, bà đem nó xuống với ông cậu Dũng coi mấy lần mà không có gì chứ. Ông cậu Dũng bây giờ ông đâu có còn linh ở đâu mà coi. Hôm bữa dẫn con nhỏ đó vô cậu Dũng đó, ổng nó cũng không có gì, ổng kêu về đi, mà tao nói mày đêm nào nó cũng gặp người ta kêu nó hết trơn á. Rồi xong rồi dẫn đi xuống ông thầy đó đó, là tao nói mày về là hết kêu liền luôn. Chứ mà tao nói mày mỗi lần mà cái mấy người đó muốn tá vô rồi đó, con mắt nó lừ đừ mà nó như buồn ngủ vậy đó. Rồi xong dẫn xuống ông đó rồi là đêm đó là ngủ ngon luôn, không ai kêu nữa chứ. Ổng xuống ổng đóng cho mày mấy dấu luôn, một hai dấu trong hai cái lòng bàn tay nè ha, hai cái chữ tạo trong lòng bàn tay nè ha, rồi một dấu ngoài trước ngực, một dấu sau lưng nữa. Là ông nói về đi, nếu mà đêm nay mà không im phải không, nhà mơ là ông bắt luôn cái người kêu đó. Còn thằng Quân đó nghe thì em để ý nó ngủ đêm nào nó cũng ngồi vậy chứ, giống như là ai kêu nó cái nó ngồi vậy vậy đó, rồi xong xuôi cái nó ngồi nó nhìn giáo giác lạ đời, cái lần xuống ngủ nữa. Thì thôi đi, để bữa nào mà cái ông thầy đó về đi, rồi tao kêu ba miền chở ba mẹ con mày xuống, rồi xuống dưới đóng dấu hết nguyên nhà luôn đi. Ông đâu có ăn, ông đâu có ăn tiền. Mấy người ta làm gì tao đâu có ăn tiền đâu, mấy người bỏ tiền. Nè nè, mà ổng hay lắm nghe, về xong là ổng chỉ nhìn mày thôi, mày ổng hỏi mày bị cái gì rồi mày nói đi, rồi ổng nhìn mày là ổng biết liền à. Giống như có bị là ổng kêu đóng dấu, còn không có bị là thôi. Ổng nói không có bị. Cái kiểu mà ma ám mà ma kêu dẫn đi chơi hoài đó, như Quân với Kem đó ha, là ổng đóng vô xong là về tỉnh bơ luôn. Mày biết ngủ, thằng Ngũ Phước á, Ngũ Phước mà hai mướt á, hôm bữa là nó ngồi nó đuổi hoài, cái kêu ra chỗ khác. Tao dẫn xuống dưới được bữa là nó bớt đó, nhưng mà giống như là người ta nói nếu mà không bớt thì xuống nữa đó. Thì nói với ông cậu ha, giống như là ban đêm ngủ nha, hai thằng nó giỡn giống như là có một người nào nó mà giỡn với ai đó. Nó giỡn nó vui vẻ, nó cười giỡn, nó không phái, nó anh nhìn không phải là hai thằng nó giỡn mà lại có thêm người giỡn với nó vậy. Ừ, tao thấy hai đứa con mà nó giỡn ngay lắm, giỡn mà có bằng là không có ca la được luôn á. Ờ, giỡn là coi như là la, không có quan tâm. Quýnh bây giờ cũng cười, cũng giỡn. Quýnh rồi cũng ra nó cũng giỡn nhịp. Mà mày thấy có ai mà chơi gà bạo như con mày, cái ghế dựa mà bằng lứ đó nó cao nhồng vậy, mà đứng trên đầu cái ghế dựa đó rồi nó lặn xuống cả là ông nội cũng đội chú khô. Nào nó nhảy lên, nhảy xuống mà la không được. Ông cầm cái cây lên đó thì cái nó cười với ông xong, mà ông vừa bất lưng cái là nó giỡn đó. Giỡn không phải là nó giỡn bình thường như con người ta. Tôi bởi vì tôi nhanh đẹp lắm.
em kêu bả đi coi giùm hoài mà không có đi. Ở nhà chồng ấy hả? Ở trên ông Út cũng coi cũng hay lắm. Ông đó là ông gì sáng đó, ông nói cái gì lại ra cái đó mấy người mà đau mà bệnh mà nằm ở bệnh viện ấy. Ông nói không khỏi là mấy người đó là không có khỏi. Còn mấy người nào mà cứu được thì ông không có là cứu được. Tao nói mày mấy ông thầy mà không ăn tiền người ta đó nha. Mấy ông đó mới là giúp người mới cứu dân độ thế. Ông đâu có lấy tiền ai đâu. Chết rồi, bây giờ tới con ông nói coi như là ông soi căng á, anh tợ anh đọt. Xôi căng ông coi cho mình đó. Thì giống như bữa cách nhà em đó là ông coi mình đồng hồ ngày 25, ngày 28 như nhà mới đó. Ông có ăn tiền ấy chứ. Để mơ tôi dạy. Mơ tôi dạy chưa chưa tôi kêu bả đi coi thử à. Đi coi cho nó thử giống như là mình coi mà nó có cái này cái gì đó. Cái sự như nhờ cái ông mà ông nói đó. Coi coi. Bởi vì ông thấy tôi đưa con Kem nó đi học tối ngày à. Tại vì giấc chiều ở nhà mới có người lớn ở nhà. Ủa ai đó mà kêu chú Toàn hơn vậy? Ai kêu Toàn đâu? Tôi mới nghe nhau nó kêu chú Toàn hơn rõ ràng. Tôi kêu mấy người chạy thẳng đó ba. Sao tôi nghe giống cái tiếng của thằng Quân, thằng Kem gì kêu chú Toàn ơi đó. Khó đâu. Tôi kêu mấy người chạy thẳng. Ba này áo giác. Ban ngày á không có dám bỏ nó ở nhà mình nên. Chứ chiều mới có người lớn ở nhà. Nhà tôi thì là ông thấy rồi. Đó chứ chiều á mới có ba nhà. Bữa bà Bảy á. Bữa bà Bảy chứ. Ở kia tôi á, về dán coi giữ em giữ thằng này nè. Cúng lại gian trái ta. Mày phải giữ thằng này cho thiệt là kỹ, là giữ thằng Kem. Tôi nói giờ biết sao giữ, giờ bà Bảy ơi, nhà không ai giữ chứ. Con đi chơi thằng tôi biết sao giữ nó giờ. Thì ngày nào con là tao hỏi mày là cái bà mà kỳ đó mà đánh dỗ nhà ba mày mày gặp đó phải không? Thì đó bà biết trước thằng Kem nó nhẹ không dí nữa. Tôi là lúc mà còn ở ở Bình Đồng á. Ở nhà Bình Đồng á. Anh đi cái gì dụ nó thì ôm nó cho nó ngủ với tôi xong mình không buông nó ra đâu. Buông nó ra là nó đi. Biết mà đến nỗi em lấy cái khăn đó em cột cái giò nó lại trong cái giò của em nó đi thì cũng hay. Nó gỡ, ngồi vậy nó mở cái giò nó ra đi không có bao. Vì là cái đó từ nhỏ rồi, tại mày không đi trị bệnh cho nó. Vì để bữa nào tao nói mày bà, ông đồng nó ghê. Tôi sụp cái màn xuống rồi rồi này kia. Vậy tôi nhát nó, tôi vào bộ nhát này nhát kia. Nó có sợ đâu, không biết gì đâu sợ. Ý là tối tôi ôm là ngủ luôn cho đi. Tao nói với mày là nó bị dục rồi, làm sao sợ. Bị mấy cái ngực hạm gì theo nó dẫn nó đi để đâu mà sợ. Cái đó thì sợ đó, thầy sợ là sợ thầy là không biết sao người ta chắn nó lỡ á là cái người kia nó về kêu nó tưởng thôi. Chứ không biết sao tôi sợ nữa. Tại vì mình ở gần mồ mả quá mình đâu biết đâu nó hạm người nào mình không biết. Gần mồ mả là một rồi khi cái thằng con nít nó chết gần rồi nữa thì đó tự nhiên mày phá thai nữa. Tôi nói không được đâu, em cũng phải dính hết chứ. Nhưng mà tao nói với mày, tao bảo đảm với mày luôn, đi xuống ông đó là nó sẽ hết. Bởi vì ý em nói với anh là biết là đi xuống đó hết. Nhưng mà tôi nói với anh cái đường nào mà em cũng phải bị dính hết trơn á. Chứ không có làm gì mà không có chứ. Đi xuống ha, yêu cầu là cái ông đó ông về phải không, ông hỏi mình là bị cái gì á, là bắt đầu mình nói nó ban đêm á, nó hay đi mở cửa nó đi ra đường vậy đó. Rồi á thằng kia thì giống như giật mình thức dậy nhìn giáo giác vậy đó. Rồi là bắt đầu là ông biết là ông đóng bùa vô mình nó, rồi xong ông cho bùa về dán ở nhà là hết à.
Giỡn gì đâu mà la, nó không được giỡn, coi như là bắt nó thì tử. Ông thấy hai thằng nó sắp lỡ phải không? Lỡ ban ngày nó có giỡn nghe, giỡn ban đêm không à? Ban đêm người ta đâu có cho nít la làng đâu, mà con của mày hai đứa ban đêm la coi bằng sói xả vậy. Còn đêm con nít ban đêm mà giỡn la làng á là người ta nói bị ông bà quở đó, là dễ bị bắt lắm đó, mà mày không sợ? Nó ở nhà với bà 6 giờ mấy là nó ngủ hết trơn. Rồi nó nằm nó ngủ đó, nó bà đi về, nó có đi đâu gì bà cũng đâu biết đâu. Mà nó dạy anh em 9-10 giờ nó chưa ngủ. Nói tới nhà mày giống như dậu đổ điềm leo. Nói tới nhà mày là hết ham ăn thịt chuột. Ừ, nhà không có ai chứ. Ơi mà sao ngộ nghe. Nhà bình thường ở không có ai chứ. Mà ai đưa lấy, ai mà đưa giấy mà đi lĩnh tiền lại nhà có chứ. Hay lắm. Dưới cái nhà của mày á, mày nuôi mấy con dê đó đó. Hôm bữa tao đi vô tao kiếm trong nhà không ai chơi nữa, mà nó kêu đi gan như tiếng người ta luôn á má. Cái gì? Cái dê á. Sao? Hôm bữa tao đứng ngoài trước tao kêu không ai lên tiếng hết trơn, mà ở ngoài sau nó kêu lại á, tao nói mày gan như tiếng người ta đang nói chuyện. Em giống gì kêu ba. Dám đâu, hôm bữa tao đi ra ngoài sau tao giận ốc trơn, ra ngoài sau tao nghe nói chuyện giống như tiếng là người ta vậy đó. Cái tao bước ra sao không có một người luôn, thấy dê không à. Ba nhiều khi con ăn ngồi vậy đó mà con nghe giống như là con dê đang nói chuyện với ba vậy đó ba. Ừ. Con giật mình hoài chứ gì. Mày thấy nó ho cũng y ra người ta không? Không có đâu nghe không? Nó ho giống thịt luôn á. Nó ho y hệt người ta luôn, rồi có nhiều lúc nó kêu y gan người ta luôn. Nó kêu bữa con dê ho nó kêu nè. Nó kêu cái tiếng ba không nghe gõ gàng luôn, tôi nói thật, nó kêu cái tiếng ba. Thằng mèn mà nó ở ngoài trước mà nó bè, là ở ngoài sau là ba không, ba không đó. Tao nói mày bây giờ mày hy sinh về nghệ thuật đi. Còn cái vụ mà con của mày á, với mày với thằng Quân rồi đó, để tao hẹn cái thằng đó rồi xong rồi tao dắt nguyên gia đình mày xuống. Còn cái chuyện mà bà hai đó đó, là mày về ngày mơ tao với mày đi làm vậy đi. Đặng coi bà có uất ức gì bà nhờ mình nói cho rõ đi. Để thôi rồi bà nhờ mình mà mình không làm mình trốn nữa mất công lắm. Bà không có cái gì hại mình đâu, mày đừng có sợ. Chừng nào mà mày gặp quỷ ma mà nanh gút á, là cái đó mày mới sợ. Còn cái này là như vậy là bà thấy mình lợi, giống như mình có duyên với bà rồi, bà mình mới giúp bà đi. Chứ bây giờ bà đâu có cho ai thấy được đâu mà để nhắn gỡ. Thì đi ba, ngày mơ đi. Để cho người hấp dẫn ta đi. Ai chửi chửi YouTube. Con bữa con thấy ông rằng dạ. Thank you.
sáu là sáu ông bà.